thứ bảy tới hay gì có rỗi không? Nhà qua một đến mình dặm ngõ. Hả? Gì ở nhà hôm đấy nhá. Sao đường đột thế? Đừng có nói với tao là mày có thai đấy nhá. Chả nhờ được cậu ấy gì. Chậm tí lợi thế bụng làm thế nào? Còn cậu thì sao? Cứ làm như chịu nói với gì rồi ấy. Nghe bao giờ. Cậu không biết cũng phải thôi. Tôi mới mang nó ở châu Âu về mà. Anh riêng biết có yêu em. Tao đã hiểu được hôm qua tao bỏ anh em mình đi cưới vợ. Cu li hay khỉ thì cũng thế cả thôi. Dì có biết ông bầu mà đem khỉ về nhà đen lắm không? Đi với cô một chuyến thật xa không? Chồng anh vẫn như ngày xưa vậy. Lâu quá rồi. Bao nhiêu chuyện xảy ra. Người ta luôn nói hãy sống trong hiện tại nhiều nhất có thể. Nhưng đôi khi quá khứ vẫn đến không trọn vẹn từng phần hiện hữu như thể trải nghiệm trong từng mảnh nhỏ.